Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là cái buổi tập ghe đầu tiên của ghe ngò Càng Long sau khoảng 10 tháng nghỉ ngơi. Ở trong cái môn thể thao truyền thống này á, ngoài yếu tố tâm linh thì cái yếu tố kỹ thuật và thể lực góp phần không nhỏ vào thành công cho các đội ghe ngò ha. Có rất là nhiều người thắc mắc á, là một đội ghe ngò mạnh như Càng Long sẽ có cái quá trình tập luyện và chuẩn bị như thế nào để đạt được những thành công trong cái thời gian đã qua. Và hôm nay chúng ta cùng theo dõi cũng như là xem những cái hình ảnh đẹp mắt trong cái ngày đầu tiên tập luyện của đội ghe ngò chùa Visayavaram của Càng Long nha quý vị. Các vận động viên đã chuẩn bị để vào vị trí rồi đó. Còn về cái giải đấu sắp tới đây á, cho đến thời điểm này thì chưa có cái thông tin cụ thể nào về đối thủ của Càng Long trong tháng 8 tới đây. Chỉ có Quách Bích của Sóc Trăng á, là khả năng cao là sẽ góp mặt. Còn lại những đội khác á, thì chưa rõ là ai, cũng như là những cái đội ở trong khu vực như vậy cũng chưa biết đội ghe ngò nào luôn quý vị. Đội hình đã sẵn sàng. Hôm qua thì chỉ kéo ghe xuống với lại ghi tên sách, thống kê xem có đủ hay thiếu gì chưa. Bây giờ là xuống ghe để tập luôn quý vị. Khi mà chúng ta đi xem các đội ghe ngò khác tập luyện á, thì thấy cái sự khác biệt ở đây rồi ha. Khác biệt của Càng Long với những đội ghe ngò khác đó là những cái đội thường thường sẽ tập ở trên cái mô hình trước, tập mô hình một thời gian sau đó mới tập với ghe. Còn ở đây thì thấy trực tiếp ghe luôn ha, không có mô hình quý vị. Phải sắp xếp cho nó chính xác rồi mới xuống ha. Rồi, đẩy ra thôi. Mẹ rồi, thiếu quá trời luôn rồi. Có nhiều vận động viên là chinh chiến từ những cái những ngày đầu của đội ngon quý vị. Cũng hơn 10 năm rồi. Số cái áo xanh và bạc màu là biết đâu rồi. Nay vận động viên mới không có nhiều, chủ yếu là những vận động viên của năm rồi đó quý vị. Nó bơi mình luôn. Được quá 10 tiếng. Chúng ta cùng xem nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.